Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục về hàng, một số những dòng sản phẩm hiếm và cao cấp. Thì trước mặt các bác đây là một cái tủ máy của KV2 Audio, các bác model này VHD1. Bây giờ các bác tạm dừng video, các bác vào bất cứ một trang mạng nào đó, các bác tìm KV2 Audio xong là cách giọng đoạn là VHD1, xong là các bác tìm xem là nó là cái gì. Đây là một cái tủ đựng hệ thống super loa, siêu loa của thương hiệu KV2 Audio, đến từ West Kingdom, Anh Quốc. Đấy các bác nhá. Hàng thì cái này là về theo hình thức là bên trong chứa đầy đầy, nên là vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam cũng chỉ tốn cước hơn các loại kia một tí thôi các bác ạ. Tủ này về thì chỉ gọi là đủ để đựng đẩy thôi. Nếu như cái tủ này mà nhét kín đầy thì các bác có thể được tầm hơn 60 chiếc đẩy 2U. Đấy là tối đa nhé, xếp khéo. Còn như bình thường thì chắc chục con đẩy hết. Em nói thật các bác nha, hơn 60 chiếc là các bác xếp dọc này. Đấy, xếp dọc, xếp ngang rồi xếp các kiểu là tối đa được hơn 60 chiếc. Đấy, tủ rất là xịn. Bây giờ em sẽ tháo ra, tháo mặt lần gỡ ra cho các bác cùng xem bên trong nhé. Đây các bác nhé, thì em sẽ đo luôn, đo nọt nòng trong thùng nha. Đấy, hiện tại nọt nòng này là vào 70cm này, và bên này nữa là 54cm chiều sâu rồi, sâu hết cỡ là được 66-67cm. Đấy, sâu 6cm mà cộng với nọt nòng đây nữa là vào 7cm, theo vào 73cm. Độ sâu 73 thì nếu như các bác mà nhét cái dây đôi 25 kia của em thì nó không vừa, bởi vì dây đôi 25 kia của em là tận 81 cơ. Ở đây em đo lại nha, cái này được có 71 này. Đấy, như cái này thì dây đôi kia thì không vừa được rồi, bởi vì chiều cao của nó nếu như đặt nằm ra đây, dây đôi này mà đặt nằm ra thì nó vào 81cm cơ các bạn ạ, nên là thước này mà đo thì cứ phải gọi là hụt luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, hụt luôn. Đấy, các bác nhìn cái tủ của châu Âu người ta làm rất là kỹ nhá, không như tủ Việt Nam đâu. Riêng cái miếng xốp xiếc này người ta làm rất là dày này, dày cực kỳ luôn. Đấy, mà hàng tiêu chuẩn châu Âu đây, nó còn có tai đánh số VHD01N này. Đấy, đó. Đây là những cái bộ kiểu là dùng cho đựng những cái đội biểu diễn sự kiện chuyên nghiệp. Đấy, thùng rất là cầu kỳ, xốp xiếc rất là dày. Con này thì các bác có thể đặt được ví dụ monitor. Đấy, ví dụ monitor 25 này thì các bác đặt được 4 quả, xếp khéo được 4 quả. Còn như bên em thì em chưa thử. Xếp khéo thì được 4 quả thật các bác ạ, 2 quả nằm, 2 quả đứng rồi. Đấy, 2 quả đứng ở dưới, 2 quả nằm ở trên. Đấy, thế là xong. Xong là còn thừa đâu nữa thì các bác nhét dây dợ vào, thế là xong, hết phim. Đấy nha. Và tủ châu Âu thì người ta làm rất là cầu kỳ. Đấy, các bác nhìn cái tấm gỗ ở đáy này, gỗ dày như là mặt của cái loa luôn. Đấy, gỗ rất là dày nha. Khung thùng người ta đóng rất là cẩn thận, chắc chắn. Đấy, bánh xe là cũng bánh xe cao cấp này. Du hao là cái gì đây? Đấy, không biết là bánh xe này là nó như thế nào đây. Nhìn có vẻ tên rất là tàu ở đây rồi. Tủ này thì em nói luôn là mang từ Trung Quốc về nhá. Còn nếu mà người ta sản xuất tủ này mà của Anh Quốc thì chắc có khi rồi. Tủ này nó bị mất giá hơi bị nhiều so với giá trị của nó. Đấy, tủ nó xịn ngay cơ mà. Đây, giữa đây có một cái miếng xốp này. Đấy, trong là có một trứng. Các bác dùng, nếu như những cái bộ loa cao cấp thì các bác có thể sử dụng vào tủ loa này để đựng. Tủ này là thiết kế cho VHD01 nhá. À, VHD1. Đấy, thì em biết đấy, đâu chia sẻ đấy. Bây giờ còn cái dòng KV2 Audio này, như model này thì là nó active. Đó, các bác chỉ cần có đời thì active, có đời thì là đánh theo kiểu pickup. Tức là trong một cái thùng loa của KV2 họ làm rất nhiều loa, không phải một loa hai loa như bình thường, mà sử dụng cái rắc chắc phải tầm 24 pin hay sao ấy, vỡ vẩn cũng 12 pin rồi. Đấy, còn những cái bộ loa active của KV2 thì em nói thật các bác là các bác nhà có thừa tiền không dám mua về để sử dụng, để làm sự kiện.
kể cả làm nai sâu thì có thể hòa vốn luôn. Em nói thật các bác, các bác nhìn đồ của KV2 mà gọi là xác định mà làm đồ của KV2 Audio, thứ nhất đầu phải cực kỳ là nhiều số má. Bởi vì xử lý một hệ thống của KV2 Audio không hề đơn giản một tí nào, nó phức tạp hơn Jem Denny Soundlab nhiều, phức tạp gần như bậc nhất thế giới về cái hệ thống loa của KV2 Audio. Nhưng khi mà các bác kiểm soát được, chỉ cần một hệ thống đơn giản, đó chỉ là vài chiếc loa một vế thôi. Tức là tổng cộng loa so với những hãng loa khác, ví dụ các hãng loa khác thì các bác phải cần từ 40 đến hơn 60 chiếc loa, nhưng KV2 thì các bác chỉ cần hơn chục cái loa thôi là có thể xử lý một cái sự kiện mang cái tầm cỡ tương đương nhau, độ ổn âm thanh rồi là chất lượng âm thanh ra tương đương nhau, thì các bác sử dụng đồ của KV2 nó sẽ ít loa hơn của các hãng khác rất là nhiều. Đấy, thì em biết đến đâu em chia sẻ đấy nhá. Bởi vì KV2 họ thiết kế theo chân lý là All in One, tức là tất cả trong một. Thay vì là bát riêng, tép riêng, chung riêng, súp riêng, thì đây họ thiết kế là tối ưu hóa gần như nhét tất cả vào một. Đấy, hoành tráng. Ok. Thì review đến đây thôi nhá. Các bác nào quan tâm đến cái tủ đựng sắt vụn này thì gọi trực tiếp cho em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.